Chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Lê HG 85. Các bạn thân mến, rau sam đất là một loại rau phổ biến với hình dáng đặc trưng. Sam đất được các lương y đánh giá là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Bởi rau sam đất là một loại thảo dược có tác dụng bồi bổ cho cơ thể, giúp giảm đau, tiêu viêm, hỗ trợ chữa trị nhiều bệnh lý khác nhau như sỏi thận, bàng quang, chữa bệnh tiểu đường, chữa huyết áp và nhiều công dụng khác. Cây rau sam đất hay còn có tên gọi khác là sam mồng tơi, sam thảo, giả nhân sâm. Rau sam đất được cho là một thảo dược được sử dụng phổ biến trong đông y. Sam đất chủ yếu là mộc hoang, tuy nhiên chúng rất tốt cho sức khỏe và chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Sam đất thường mọc đứng với phần thân nhẵn và phân thành nhiều nhánh. Lá mọc so le, có hình trái xoan thuôn hay hình trứng ngược. Phiến lá dày, hơi mập và bóng cả hai mặt, mép lá có hình dạng như lưỡi sống. Đặc điểm đặc trưng nhất của cây rau sam đất đó là phần hoa. Hoa có màu hồng tím, thường xếp thành chùm, thưa ở ngọn và các nhánh có chiều dài khoảng 30cm. Sam đất là loại cây mọc hoang nhưng cũng rất dễ sống và nhân dân ta thường dùng làm thức ăn hàng ngày. Ngoài ra, hoa của cây rau sam đất khá đẹp nên cũng được chọn dùng làm cây cảnh. Tất cả các bộ phận của cây bao gồm lá, thân và củ đều sử dụng làm dược liệu. Theo đông y, rau sam đất có vị ngọt, tính bình, tốt vào hai kinh là tâm và phế. Cây sam đất thường có vị ngọt từ một loại carbohydrate được gọi là rutoligosaccharide tiết ra. Theo y học, cây sam đất sở hữu các thành phần dinh dưỡng như sắt, betin, canxi, polysaccharide, rutoligosaccharide, protein, saponin, axit béo, các vitamin A, vitamin C và các loại khoáng chất khác. Những dưỡng chất này đều có lợi và tốt cho sức khỏe người sử dụng. Sau đây là những công dụng, tác dụng và các vị thuốc từ dược liệu cây rau sam đất. Có tác dụng bồi bổ cơ thể. Nếu cơ thể bị suy nhược, ra nhiều mồ hôi, tăng giảm huyết áp đột ngột thì có thể sử dụng sam đất để hỗ trợ điều trị. Và cách thực hiện như sau: ta dùng lá sam đất tươi hoặc khô để đun lấy nước uống hàng ngày. Có tác dụng giúp giảm đau, tiêu viêm. Nếu gặp phải tình trạng đau khớp, sưng khớp thì ta dùng lá hoặc phần rễ củ cây sam đất làm sạch, sau đó đun lấy nước uống hàng ngày. Có tác dụng giúp giảm viêm sưng và giảm đau trong những khớp xương. Có tác dụng điều trị một số bệnh về da. Đối với một số bệnh về da như ghẻ lở, hắc lào thì ta chỉ cần đun nước lá và rễ của cây sam đất để uống, sau đó dùng phần bã đắp vào phần da bị tổn thương. Có tác dụng điều trị mụn nhọt. Ta sử dụng khoảng từ 10 đến 25g hạt quả sam đất ở dạng khô, đem ngâm nước sẽ tạo ra keo như thạch và có thể dùng để đắp lên mụn nhọt. Có tác dụng điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang. Nếu khi gặp tình trạng sỏi thận, sỏi bàng quang hay viêm thận thì ta có thể sử dụng sam đất dưới dạng thuốc sắc hoặc tán thành bột để pha như trà để uống, với liều lượng là khoảng 10g sam đất khô pha cùng với 1 lít nước sôi. Có tác dụng điều trị các bệnh về đường ruột. Khi bị khó tiêu, ta có thể sử dụng lá rau sam đất để ăn, sẽ có tác dụng làm giảm trừ khí trong hệ tiêu hóa, từ đó giảm đau bụng. Ngoài ra, sam đất còn có tác dụng làm thuốc trị dung sán. Có tác dụng điều trị táo bón, bệnh chỉ. Ta sử dụng lá sam đất kết hợp với lá vông non, lá thiên lý non, rễ đinh lăng, vừng đen rang, mỗi vị 30g, rồi rửa sạch sẽ đem nấu canh. Có tác dụng điều trị ho, hen suyễn. Ta sử dụng 70g củ sam đất tươi đem rửa sạch, sau đó đun sôi với nửa lít nước,
uống một lần mỗi ngày vào buổi sáng để thấy rõ hiệu quả. Có tác dụng giải độc gan, mát gan. Ta sử dụng 10g sâm đất khô đem sắc nước uống mỗi ngày, hoặc có thể dùng nấu canh sâm đất uống mỗi ngày đều thu được hiệu quả rất nhanh. Các bạn thân mến, ngoài những công dụng, tác dụng và các bài thuốc chữa bệnh nêu trên, thì việc ta sử dụng lá rau sâm đất để ăn sống, để luộc hoặc nấu canh ăn hàng ngày thì còn có những tác dụng như sau. Giúp loại bỏ nhiễm trùng và bệnh tật. Rau sâm đất có các đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và các bệnh viêm nhiễm trong cơ thể. Theo các nghiên cứu đã chỉ ra, việc tiêu thụ rau sam đất có hiệu quả trong việc điều trị sơ vữa động mạch, giúp ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe như đột quỵ, đau tim. Giúp tăng cường thị lực. Rau sam đất chứa một lượng lớn là vitamin A, không chỉ giúp tăng cường thị lực trong điều kiện ánh sáng kém, mà còn cung cấp cho mắt các chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, loại rau này cũng giàu vitamin C, giúp duy trì một đôi mắt khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa võng mạc khỏi những tổn thương có thể gây ra bởi các gốc tự do và tình trạng sức khỏe khác ảnh hưởng đến mắt như khô mắt, xuất huyết kết mạc và thậm chí là đục thủy tinh thể. Có tác dụng giúp bổ máu. Hàm lượng protein thô trong cây rau sam đất là một chất bổ sung quan trọng cả về chất lượng và dinh dưỡng, đóng một vai trò rất quan trọng trong tế bào máu của con người. Chính vì thế, khi tiêu thụ rau sam đất thường xuyên sẽ giúp cải thiện các tế bào máu bao gồm cả tế bào bạch cầu và hồng cầu. Bên cạnh đó, hàm lượng chất sắt trong loại rau này cũng có công dụng tăng lượng máu cho cơ thể. Có tác dụng giúp kiểm soát huyết áp. Lượng chất xơ và các khoáng chất có trong rau sam đất giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Do vậy, uống nước ép rau sam đất thường xuyên có thể ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe như tăng huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Có tác dụng tốt cho da. Rau sam đất là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C rất dồi dào, có tác dụng sửa chữa và tăng trưởng các tế bào và mô của cơ thể, mang lại làn da khỏe đẹp. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau sam đất là một giải pháp lý tưởng để cải thiện các sắc tố da và hydrat hóa, giúp hạn chế tình trạng khô da và thúc đẩy làn da thêm trắng sáng, khỏe mạnh. Có tác dụng hỗ trợ điều trị mỡ máu, tiểu đường. Rau sam đất có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và chuyển hóa tinh bột thành đường đơn, từ đó cân bằng lượng đường trong máu. Loại rau này còn hỗ trợ điều chỉnh mức cholesterol nhờ hàm lượng chất xơ cao, giảm mỡ tích tụ trong máu và điều chỉnh mức cholesterol xấu trong cơ thể ở mức an toàn. Có tác dụng giúp phòng ngừa ung thư. Lượng chất chống oxy hóa betin trong củ sam đất là khá lớn, nên có khả năng làm ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Đồng thời, các chất vitamin có trong củ sam đất còn góp phần chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm hết sức hiệu quả. Có tác dụng giúp xương chắc khỏe. Theo nhiều nghiên cứu thì trong cây rau sam đất còn có chứa một số thành phần có khả năng giúp tăng hiệu quả việc hấp thụ canxi, magie, phospho, nên có tác dụng trong việc giúp xương chắc khỏe, hạn chế tình trạng loãng xương, nhất là đối với những người lớn tuổi. Có tác dụng giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Dưỡng chất fructooligosaccharide có trong cây rau sam đất giúp thúc đẩy sinh trưởng lợi khuẩn có lợi trong cơ thể, từ đó chống lại vi khuẩn gây hại, bảo vệ hệ tiêu hóa. Hơn nữa, hoạt chất này còn giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Các bạn thân mến, cây rau sam đất là một nguồn tài nguyên quý báu trong y học cổ truyền và dân gian, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo quan điểm trong đông y, loại rau này có tính hàn, vị đắng và cay, có nghĩa là
nếu sử dụng quá liều hoặc không đúng cách có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe không mong muốn. Vì thế, khi sử dụng cây rau răm đất để làm dược liệu, ta cần lưu ý một số điều như sau. Những người có hệ tiêu hóa kém hay đau bụng cần hạn chế ăn rau răm đất. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú không nên dùng các bài thuốc có thành phần từ cây rau răm đất. Những người mắc bệnh viêm gan, viêm túi mật không nên dùng cây răm đất vì chúng sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn. Những người mắc bệnh rối loạn chức năng thận hoặc bệnh gút đang dùng thuốc để điều trị thì không thích hợp dùng cây răm đất vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc đang dùng. Nếu người bệnh đang dùng thuốc tây và muốn sử dụng cây răm đất để làm dược liệu thì cần tham vấn kỹ ý kiến của thầy thuốc chuyên môn. Trên đây là những thông tin mang tính chất tham khảo về công dụng, tác dụng các bài thuốc chữa bệnh từ cây rau răm đất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Thank you.